chào anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh podcast của cộng đồng Gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Ở số ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về thu nhập thụ động. Đây là cái con đường chủ yếu mà các bạn cần phải có để đạt được tự do tài chính. Nhiều người cho rằng là cách duy nhất để tăng thu nhập là phải làm việc thật chăm chỉ. Trên thực tế thì các bạn có thể tích lũy được nhiều hơn và sớm ổn định hơn về mặt tài chính nếu như mà bên cạnh cái nguồn thu nhập chủ động của mình từ công việc chính thì các bạn có thể tìm cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động thường xuyên nữa. Có hai nguồn thu nhập chính, đó là thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Khi mà bạn có cả hai nguồn thu nhập này và cộng với việc là các bạn biết tiết kiệm và đầu tư đúng cách nữa thì đó chính là cái công thức để các bạn sớm đạt được tự do tài chính. Thu nhập chủ động đem lại cho bạn nguồn tiền đều đặn hàng tháng, kể cả khi mà bạn đang là nhân viên hay là sếp của doanh nghiệp thì cái nguồn thu nhập đấy vẫn được gọi là nguồn thu nhập chủ động. Và đặc điểm của cái nguồn thu nhập này là nó có giới hạn, có nghĩa là nếu như các bạn ngừng làm việc bằng bất cứ lý do gì thì cái nguồn thu nhập đó cũng sẽ bị mất đi. Vậy thì mình cần làm gì để có thể kiếm thêm được thu nhập trong khi là mỗi ngày mình vẫn chỉ có 24 tiếng và sức làm việc của các bạn cũng có giới hạn? Đấy chính là tìm cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là cái nguồn thu nhập mà dù không phải làm việc trực tiếp thì các bạn vẫn có thể kiếm được tiền. Tiền cho thuê nhà hay là tiền lãi ngân hàng là những cái ví dụ điển hình của cái nguồn thu nhập thụ động. Nếu như những cái nguồn thu nhập thụ động đó đủ để bạn trang trải chi tiêu hàng tháng mà không cần dùng đến thu nhập chủ động của mình thì các bạn đã rất gần với cái mốc gọi là mốc độc lập tài chính. Mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài phương pháp đầu tư để tăng thu nhập thụ động của mình. Đầu tiên, bạn phải xác định được cái mục tiêu tài chính của mình rất là rõ ràng. Điều này sẽ giúp các bạn có được cái kiên trì hơn trong việc thực hiện mục tiêu dài hạn của mình. Ví dụ, các bạn xác định được rằng là để đạt được tự do tài chính thì các bạn cần phải có 3 tỷ khi mà bạn 40 tuổi chẳng hạn, thì mỗi tháng bạn phải tiết kiệm được ít nhất khoảng 3 triệu đồng để đầu tư với lãi suất kỳ vọng khoảng 10% một năm. Và bằng cái cách xác định mục tiêu đó thì các bạn có thể chia nhỏ được các cái bước cần thực hiện và từ đó các bạn sẽ dễ thực hiện được cái mục tiêu của mình hơn rất là nhiều. Bước thứ hai, các bạn cần cân nhắc đến những cái điều kiện của bản thân để tạo ra thu nhập thụ động. Gửi tiết kiệm ngân hàng là một cách rất là an toàn, tuy nhiên là lãi suất ngân hàng khoảng 5-7% một năm có vẻ là không làm nhiều người hài lòng cho lắm. Bên cạnh đó thì bất động sản cũng là một cái tài sản mà hầu hết mọi người rất là ưa thích. Tuy nhiên là để đầu tư bất động sản thì các bạn cũng cần phải có một số vốn khá là lớn. Mà với hầu hết các bạn trẻ thì mình nghĩ là các bạn cần tìm một cái hình thức tạo ra thu nhập thụ động phù hợp hơn. Các bạn cũng có thể cân nhắc xem là bản thân mình có những cái tài năng hay là khả năng gì để có thể tạo ra thu nhập thụ động. Mình thấy một số bạn trẻ có khả năng viết sách chẳng hạn, thì các bạn viết một cuốn sách và xuất bản. Nếu như mà cuốn sách đó được tái bản liên tục thì cái tiền bản quyền mà bạn nhận được hàng kỳ chính là cái nguồn thu nhập thụ động của bạn. Ngoài ra, nếu mà các bạn có kinh doanh thì các bạn xây được một cái hệ thống vận hành ổn đối với cái business đó thì thời gian sau các bạn có thể có những cái nguồn thu nhập mà không cần phải mất quá nhiều công sức để quản lý cái nguồn thu này nữa. Với những bạn có vốn mỏng và không có kế hoạch làm business riêng và các bạn cũng muốn đầu tư với lãi suất kỳ vọng hấp dẫn hơn lãi suất ngân hàng thì các bạn có thể cân nhắc đến việc đầu tư chứng khoán. Khi mà bạn muốn đầu tư chứng khoán ấy, thì bạn cũng có thể lựa chọn giữa việc tự đầu tư hoặc là các bạn có thể đầu tư theo quỹ mở nếu mà các bạn có thời gian để tự quản lý cái danh mục đầu tư của mình, cũng như là các bạn có thể phân tích được những cái cơ hội và rủi ro trên thị trường thì các bạn cũng nên có những cái trải nghiệm tự đầu tư. Còn nếu như các bạn muốn đầu tư nhưng mà thời gian các bạn dành cho việc này có giới hạn và kiến thức tích lũy được cũng chưa nhiều thì các bạn có thể lựa chọn đầu tư theo chiến lược của các quỹ mở. Với hình thức đầu tư theo quỹ mở thì danh mục đầu tư của bạn cũng sẽ đa dạng hơn và quỹ mở cũng sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn cái khoản đầu tư theo mục tiêu và chiến lược đã cam kết với bạn. Bản thân mình thì mình cũng đã tham gia quỹ đầu tư cổ phiếu VNDAF của VNDirect được 7 tháng rồi và trong khoảng 1 năm trở lại đây thì hiệu quả đầu tư của quỹ cũng đã đạt được hơn 50%. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về các quỹ mở nói chung cũng như là quỹ mở của VNDirect nói riêng ở những bài viết trong cộng đồng này. Đấy là một số cách mà các bạn cần cân nhắc khi xác định được là các bạn cần phải có cái nguồn thu nhập thụ động. Kể cả khi bạn có thu nhập thụ động rồi thì cái điều quan trọng mà mình nghĩ thì là các bạn vẫn phải biết cách để đầu tư và làm sao để tiền sinh ra tiền nữa.
Việc duy trì thu nhập chủ động cũng như là khéo léo tạo ra được cái nguồn thu nhập thụ động khác có thể đảm bảo nguồn thu nhập cho bạn trong khi bạn vẫn có thời gian cho bản thân mình, đó chính là tự do tài chính cá nhân. Dù có rất là nhiều phương pháp đầu tư nhưng không phải là con đường nào cũng trải đầy hoa hồng cả. Bạn phải thực sự chủ động đầu tư thời gian, công sức và lòng nhiệt tình cho tất cả những cái công việc mình đang làm. Hy vọng là podcast này sẽ giúp các bạn hiểu hơn và có động lực hơn để bắt đầu tạo cho mình cái nguồn thu nhập thụ động. Đừng quên tham gia vào cộng đồng Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính và An Tâm Đầu Tư để đọc và chia sẻ nhiều hơn về kiến thức tài chính cá nhân nhé. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một cuối tuần thực sự vui vẻ.